Cái hóa cứng lồng bè ở Thái Nguyên ấy thì em đứng số 2 thì không ai đứng số 1 anh em nhá. Đây, mua một tháng này là sẽ làm hết một cái thùng hóa chất như này, và một cái thùng hóa chất này sẽ làm được rất là nhiều bộ lồng bè cho anh em. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm khoảng 20 đến 25 30 bộ lồng bè. Đấy, mỗi bộ đây là cái hóa chất mà bên em về, tháng nào cũng về nguyên là 1 đến 2 thùng như này cho anh em nhá. Và đang xử lý rất là nhiều cái lồng bè nỉ cho anh em. Đây, cái lồng bè nỉ là ở chỗ nào ạ? Anh em có thể thấy là trên những cái dòng đây, đơn giản như con này là Vina Tucson, sau khi đi một thời gian là cái lồng bè nỉ của nó sẽ bị sệ giống như này này. Đấy, và cái hóa chất em vừa mới cho anh em xem đấy là cái hóa chất để xử lý nguyên cái lồng bè này, và bên em đang làm thi công rất là nhiều cho anh em và gói bảo hành đến tận 5 năm cho anh em nhé. Đấy, một tháng là sử dụng đến xử lý đến 3 đến 40 xe, và anh em bị cái tình trạng như này. Anh em mà đang để ý xem xe của mình có đang là lồng bè nỉ theo xe này không, hay là đang lồng bè nhựa. Nếu lồng bè nỉ như này mà đang bị tình trạng mà bị sệ như thế này mà muốn xử lý thì hãy đến với Agala Thái Nguyên ngay em nhé, để em xử lý cho các bác với gói bảo hành đến tận 5 năm. Cảm ơn anh em.